Thưa quý vị, nhân chuyến đến Việt Nam tham dự trận đấu đặc biệt cùng các cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Henry K. Calisto, người từng giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup vào năm 2008 và là huấn luyện viên từng có thời gian rất thành công với gạch đồng to Long An, đã có chuyến ghé tham quan cảng quốc tế Long An vào chiều ngày 21 tháng 9 vừa qua. Huấn luyện viên Calisto cùng vợ đã trải qua chặng bay dài từ Bồ Đào Nha đến thành phố Hồ Chí Minh và có mặt tại Việt Nam vào tối ngày 16 tháng 9. Trong 10 ngày ở Việt Nam, bên cạnh việc tham dự trận đấu đặc biệt, huấn luyện viên Calisto dự định sẽ trở lại những nơi nhiều kỷ niệm với ông khi còn làm việc tại Việt Nam. Và chuyến tham quan cảng quốc tế Long An là một trong những điểm đến trong chuyến ghé thăm Việt Nam lần này. Chào đón huấn luyện viên Calisto cùng phu nhân tại cảng quốc tế Long An là bầu thắng cùng với ông Nguyễn Thành Thanh, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Huấn luyện viên Calisto và phu nhân đã được mời tham quan cảng quốc tế Long An, nơi mà ông bầu võ quốc thắng đã chia sẻ về một tâm huyết, một niềm đam mê nữa của ông bên cạnh gạch và bóng đá. Huấn luyện viên Calisto đã chia sẻ khi đặt chân đến đây. Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam sau nhiều năm, đặc biệt là gặp lại bầu thắng và đặt chân đến cảng quốc tế Long An, làm tôi có rất nhiều cảm xúc, giúp tôi nhớ lại những năm tháng tuyệt vời cùng gạch đồng tàu Long An với những cầu thủ tài em Minh Phương đã làm nên những chiến thắng và hình ảnh của 20.000 người hâm mộ khán giả đến sân vận động Long An ăn mừng cùng đội bóng. Ông cũng chia sẻ thêm, nơi ông sinh sống cũng có cảng Bọt Tô, thuộc thành phố Bọc Tô là cảng lớn nhất Bồ Đồ Nha. Khi đến tham quan tại cảng quốc tế Long An, tôi thấy sự đầu tư và tâm huyết của bầu thắng vào cảng. Tôi tin rằng cảng quốc tế Long An sẽ phát triển lớn mạnh và sẽ là nơi thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An, trở thành một trong những tỉnh thành lớn quan trọng của cả nước như nơi tôi đang sinh sống sau khi tham quan cảng quốc tế long an huấn luyện viên calisto bầu thắng và một số thành viên của câu lạc bộ đã có cuộc gặp gỡ thân mật cùng ngồi lại và ôm những kỷ niệm đẹp giữa bóng đá long an với thầy phù thủy calisto cũng như ân tình giữa ông bầu và thầy tô bầu thắng là người đã hỗ trợ một phần trong việc trả lương huấn luyện viên của bồ đào nha chính bầu thắng là người đã đưa huấn luyện viên calisto sang việt nam và bắt đầu sự nghiệp cùng đồng tơ long an những thành công mà thầy Tô mang lại cho đội bóng của Bảo Thắng chính là hai chiếc vô địch Felix 2005-2006. Sau này chính Bảo Thắng là người kết nối để Calisto dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, ông Calisto giành huy chương đồng Tiger Cup 2002, vô địch AFF Cup 2008, tiền thân là Tiger Cup. Cái bắt tay, cái ôm khi gặp lại những người bạn cũ, làm những người trong cuộc như sống lại trong những ký ức đẹp. Nhân chuyến ghé thăm này, ông cũng hy vọng bóng đá Long An sẽ sớm quay trở lại thời Hoàng Kim, nằm trong top 3 các đội bóng mạnh của bóng đá Việt Nam. Sau chuyến về Long An, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cùng phu nhân sẽ tham dự trận đấu đặc biệt với hơn 50 danh thủ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 9 trên sân vận động thống nhất thành phố Hồ Chí Minh.